Ok, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Minh Rock Guitar. Và video clip hôm nay, ngoài việc đánh cái tác phẩm mang cái lịch sử đó của saxophone tên là Trăng Thề của Thanh Lâm, thì mình xin giới thiệu với các bạn cây đàn mang tên Solo King, mã số là MS-11 Classic, màu xanh, giá là 9.7 triệu. Tôi đánh trên cái Fur Nuts MG-30. Vừa rồi tôi sử dụng tiếng guitar vô thường và tiếng sến, đồng thời mình cũng có cái loa này. Đây là loa Kalin CA200 Blacksmith hiệu Kalin của Anh Quốc, giá là 3.2 triệu. Offer Nuts MG-30 giá là 7.5 triệu. Để có được tiếng đàn đẹp thì các bạn cần tổng thể tất cả các yếu tố, đó là đàn, phơ và loa, chứ không phải là cái đàn cắm thẳng vô cái dàn âm mà nó ra tiếng hay được đó. Đây, tiếng vừa rồi là tiếng vô thường và tiếng sến trên firm Nuts MG-30 này. Rồi, mời các bạn xem qua cái pickup của nó nha. Đây, đấy, tôi xài là pickup ở trên. Rồi, sẽ kéo xuống pickup ở dưới. Đó là pickup đôi mà kéo lên là tách coi, giống như pickup đơn luôn. Đây. Ok, mỗi lần mình gạt pickup qua là nó ra một cái tiếng khác. Rồi, cái dòng này các bạn thấy nó là MS-11, cho nên pickup của nó các bạn thấy có 6 con ốc ở đây. Đây, pickup đồ của nó 6 con ốc đó, cho nên giá nó là 9.7 triệu. Còn cái loại trước mình giới thiệu, pickup của nó trắng trơn luôn, không có một con ốc nào hết, giống như một bầu trời xanh không có một gợn mây, cho nên giá nó là 15 triệu. Bầu trời xanh không có gợn mây nó là 15 triệu, thêm 6 con ốc nữa là 9.7 triệu. Đó, các bạn chọn đi. MS-11 là 9.7 triệu, còn MS-1 Custom là 15 triệu với màu hồng và màu gỗ natural. Rồi, các bạn mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại kênh tác hiện trên màn hình. Rồi, một lưu ý nhỏ cho các bạn đã mua khóa học bộ video tự học của mình thì làm ơn kích hoạt nó ngay đi. Kích hoạt các bạn sử dụng vĩnh viễn trọn đời chứ không có thời hạn, cho nên hãy kích hoạt nó ngay đi, còn chờ gì nữa. Tôi vô kiểm tra thấy là một số bạn mua rồi nhưng mà sợ nó hết hạn hay sao, cứ để nó không chịu kích hoạt, đợi khi nào học mới kích hoạt ngay đi. Khi kích hoạt thì các bạn được sử dụng trọn đời, vĩnh viễn. Ok. Rồi, mua hàng nhớ liên hệ với kênh tác hiện trên màn hình. Số điện thoại 0902941349. Tôi mở cơ sở tại Vinhome Grand Park, quận 9, tòa S106. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các video clip tiếp theo. Và nhớ đừng quên subscribe, bấm nút subscribe, đăng ký kênh và nút chuông thông báo để nhận thông báo khi có video mới nha.